chị Mia, xin chào tất cả các bạn nhà thân yêu của chị Mia. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi với cái bộ tranh cát tô màu phương tiện giao thông các bạn nhé. Trước chị Mia đã tô rồi, chúng ta cũng còn rất là nhiều tranh.